theo liều lượng trên bao bì. Dung dịch N3M và B1 hỗn hợp này được trộn với nhau, sau đó bằng ngâm những cái đoạn húng lưỡi vào để cho nó phát triển rễ được mau hơn, giúp cây phát triển nhanh. Đây là những đoạn húng lưỡi mà được ngâm trong cái dung dịch N3M và B1. Trồng cây húng lưỡi rất là dễ. Mình chỉ cắm những cái đoạn húng lưỡi được cắt này vào trong đất và để trong mát trong một thời gian ngắn. Sau khi ra rễ nhiều và cây phát triển mạnh thì ta đem ra dặn để ra nơi có nắng nhiều hơn một tí, nhưng không để ra nắng trực tiếp nhiều. Vôi có tác dụng bổ sung canxi cho cây trồng, đồng thời nó tiêu diệt được một số loại nấm bệnh và một số côn trùng có hại cho đất, cho cây trồng. Đối với đất cũ, trước khi trồng cây, bạn nên phơi nắng khoảng mấy ngày để cho chết hết các loại vi trùng và các nấm bệnh trong đất. Trộn hỗn hợp đất trồng, cho thêm nước vào đất trồng sau khi trộn. Cho nước vào thấy nó sền sệt là được rồi các bạn ơi. Đây là cái chậu húng lũi mình trồng bữa hôm trước này các bạn. Chậu này đã khoảng 20 ngày rồi các bạn nha. Nó mọc như vậy nè, rất là xum xuê và tươi tốt. Lá rất là lớn nha, lá vô cùng lớn. Đây là một chậu húng lũi khác này các bạn. Chậu húng lũi này mình trồng trên sân thượng nha. Nó cũng bị sâu ăn. Trên lá của nó có nhiều cái lỗ nhỏ nhỏ, là do những vết cắn của những con sâu. Vì là chậu nhỏ và trồng ít, bạn có thể diệt trừ sâu bằng cách những cái thân húng lũi này gần gốc, rồi khiêng cái chậu ra nơi thoáng đãng để tìm bắt sâu mà không cần phải dùng thuốc. Còn những cái đoạn mình cắt đi thì mình làm rau sống để ăn, thì trong quá trình rửa mình bắt sâu thêm trên những cái thân húng lũi này. Giờ mình cắt cái những thân húng lũi này nha các bạn.
sát vào phần gốc. Những cái đoạn gốc cứng này mình có thể làm giống lại được. Đây các bạn nha, mình làm như này, mình lấy cái đoạn này như thế này, mình cắm xuống, mình cắm xuống đất thì nó sẽ mọc lại cái cây khác nha các bạn. Mình thấy trong cái chậu chỗ nào mà nó trống á, mình lấy mình cắm xuống, nó sẽ mọc thành một bụi khác. Mình nhớ những cái đoạn giống mà mình đem làm giống á, nó phải là loại cứng cáp nha các bạn. Đây là cái đoạn này nó cứng nè, nó chịu nắng nhiều nên nó cứng. Có thể làm giống bằng cách cắm xuống đất lại. Cứ thoải mái cắt dần dần gốc đi. Sau khi cắt á, mình khiêng cái chậu này ra cái chỗ mà thoáng mát á, mình tìm đi kiếm những con sâu cho nó. Và tiêu diệt nó đi. Mình không cần phải phun thuốc gì sâu à. Tại vì mình trồng nhỏ lẻ mà. Đây này các bạn, mình cắt những cái thân này để ăn nè, mình tỉa mấy cái lá này đi ha. Còn những thân này nè, mình lựa lên trên cái chậu cây, cái chỗ nào còn trống á, mình cắm vào. Mình cắm vào thì sau này nó sẽ phát triển thành một cái bụi cây. Những cái thân già này nè, mình cắt mình cắm vào. Nó sẽ mọc nha các bạn. Là những cái đoạn này cắm vào nơi chỗ nào mà nó rộng quá, nó còn trống quá các bạn, nó sẽ mọc thành bụi các bạn. Trong cái này rất là đơn giản, như cái chậu này mình đã cắt gần cái gốc rồi, cắt rất là nhiều rồi. Mình chờ bắt sâu xong á, nhất là bữa tối muốn bắt kỹ thì mình chờ buổi tối nó sâu nó hay ra, mình bắt nó dễ hơn. Ban ngày mình bắt, rồi ban đêm mình tiếp tục bắt lần nữa. Sau khi bắt á, sau khi bắt sâu xong thì mình dùng phân trùng quế á, mình lấy một nấm này nè, mình rải lên cái chậu này nè, đó lấy cũng vừa đủ thôi, không cần nhiều lắm. Cái chậu này cũng khoảng 3 nắm tay là vừa, rải lên cỡ nửa tháng sau nó sẽ ra âm sầm lại đó mọi người nha. Đó, còn những cái thân già mình muốn trồng lại mình cứ cắt, rồi mình lấy cái thân già mình cắm xuống thì nó sẽ mọc lại cây mới. Thank you.
mình xin bổ sung phần trồng cây lá dứa nha các bạn. Khi các bạn ra chợ, các bạn cố gắng kiếm những cái loại cây lá dứa bị cắt nè, nhưng còn một chút rễ nè. Cái rễ này có thể núp sau những cái lá nha các bạn. Mình lột cái lá là mình sẽ thấy nó. Cái rễ này một số nó núp trong cái lá, mình lột cái lá ra sẽ thấy được cái rễ. Mình bóc cái lá bên ngoài đi để lòi cái rễ ra. Và một đoạn thân, ta sẽ trồng cái đoạn thân này xuống dưới đất trồng. Và việc trồng trực tiếp những cái thân, những cái cây lá dứa này xuống đất trồng, bạn có thể cắt ngắn bỏ bớt cái đoạn cây này, sử dụng đoạn cây này trong việc nấu ăn hoặc là nấu nước. Đoạn còn lại này, khoảng chừng này bạn có thể đem đi trồng, nó vừa lợi được cây này, vừa lợi được một phần cây nên thì mình sử dụng còn phần dưới đem đi trồng. Như mình cắt như vậy nha bạn, đó mình cắt đi thì cái đoạn này đem đi sử dụng vào việc khác, còn đoạn này để đem đi trồng nha. Như thế này, tương tự như thế này, ta bóc những cái lá này ra nha, để cho nó lòi cái thân ra nhiều lá. Đây, cái rễ này sẽ trầm dưới đất, cắt bỏ phần trên này, trồng được như thế này nha. Ta đem những cái đoạn này đem đi trồng nha các bạn. Khi trồng á, các bạn nên tưới phần dưới gốc này thôi, tưới đất phần dưới gốc này thôi, không nên tưới vào phần trên này. Phần trên này nó đọng nước, nó sẽ dễ bị hư thối cái đọt này. Bây giờ là mùa mưa, mà nếu bạn trồng ngồi trời thì mà nước sẽ đọng vào những cái bẹ lá này thì nó sẽ làm thối nhũng cái đoạn này nha các bạn. Do đó khi trời mưa, bạn nên khiêng cái chậu lá dứa mình mới trồng hoặc là những chậu lá dứa đang phát triển vào bên trong để tránh mưa nha. Nước mưa sẽ dồi dữ trong này, nhất là những lúc mà mưa dầm, nước sẽ không kịp thoát ra, lâu ngày nó sẽ làm thối nhũng trong này các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip, các bạn hãy đăng ký kênh của mình nhé, nhớ nhấn vào cái chuông để theo dõi những clip video hay sau này.